Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tiêu điểm Kinh tế được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, với vai trò lực lượng chính trong phát triển kinh tế đất nước, đóng góp lớn vào GDP, nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho hàng triệu người lao động. Trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2016, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực và hành động cụ thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển như lần thứ ba nâng cấp nghị quyết số 19, ban hành nghị quyết số 35. Hay đang trong quá trình xây dựng luật sửa đổi bổ sung các luật về đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, rào cản. Vậy, cần tiếp tục có những giải pháp như thế nào để phát triển khối doanh nghiệp này? Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Nhưng trước tiên, mời quý vị cùng nhìn lại vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân Việt trong phát triển kinh tế đất nước. Chuyên thiết kế và chế tạo khuôn mẫu, phụ tùng máy và máy chuyên dùng các loại. Hiện nay, doanh nghiệp này đã giải quyết việc làm cho hơn 100 người lao động. Bên cạnh đó, với hơn 10 máy móc thiết bị các loại, hàng trăm các bộ khuôn và hàng chục ngàn chi tiết máy được sản xuất hàng năm, doanh nghiệp cũng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, đóng góp rất lớn vào sự phát triển ngành công nghiệp nước ta. Hàng năm thì bản thân công ty Duy Khanh thì cũng sản xuất được khoảng trên 150 các bộ khuôn các loại, khoảng hàng coi như là gần trên dưới 100.000 các cái sản phẩm chi tiết máy, rồi khoảng 10 các máy móc thiết bị, trong đó có những cái máy móc thiết bị công nghệ mới mà do công ty vừa nghiên cứu sản xuất. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho người lao động, doanh nhân Việt còn là một bộ phận đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Những năm gần đây đấy, thì 5 năm gần đây đấy, thì trung bình nhé, thì nộp các loại thuế nhà nước, chung các loại thuế đó, thì một năm cũng khoảng là 40-50 tỷ. Theo thống kê sơ bộ gần đây, dưới sự lãnh đạo của các doanh nhân, khu vực doanh nghiệp đã đóng góp hơn 60% GDP và 70% nguồn thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho hơn 7 triệu lao động. Trong những năm gần đây thì doanh nhân đóng góp một cái phần đáng kể vào cái sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Họ đã đóng góp một cái khoản gọi là ngân sách cũng được, mà khoản quỹ cũng được, để cho nhà nước, chính phủ có một cái lượng vốn để có thể là hoạt động cho bộ máy của chính phủ và các hoạt động điều hành nói chung. Và đó là thứ nhất là đóng góp vào ngân sách từ cái tiền thuế các loại của các doanh nghiệp. Thứ hai là giải quyết được một cái lượng công ăn việc làm khá lớn và nó ngày càng lớn hơn nữa. Khẳng định vai trò của doanh nhân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, từ năm 2004, ngày 13 tháng 10 đã được lãnh đạo chính phủ ký quyết định làm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Tiếp tục hun đúc tinh thần doanh nhân, năm 2011, vai trò doanh nhân lại một lần nữa được khẳng định qua Nghị quyết 09, Nghị quyết Trung ương về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Khi nhà nước có nghị quyết và nâng cao cái vai trò của doanh nhân, thì đương nhiên là bản thân doanh nhân là cũng cảm thấy yên tâm hơn trong cái vấn đề là phát triển cái doanh nghiệp của mình phát triển sản xuất, đặc biệt là cái khối doanh nghiệp tư nhân. Trên tinh thần đó thì người doanh nhân, các doanh nghiệp tư nhân là coi như mạnh dạn hơn trong cái quá trình đầu tư để phát triển cho cái doanh nghiệp mình. Nghị quyết 09 đã có phương hướng, nhiệm vụ nổi bật như nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân, hỗ trợ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng doanh nghiệp. Để vai trò doanh nhân ngày càng được khẳng định, những phương hướng, nhiệm vụ này đi vào thực chất, hiệu quả thực tiễn đi đến doanh nghiệp thì rất cần không chỉ sự nỗ lực của doanh nghiệp mà cả những nỗ lực và hành động cụ thể từ chính phủ. Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự trên chúng ta đã thấy đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam là lực lượng không thể thiếu trong phát triển kinh tế đất nước. Nhận thức rõ vai trò này, trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2016, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực và hành động cụ thể để tạo điều kiện phát triển, đưa những chính sách mới đến gần doanh nghiệp hơn. Chuyên kinh doanh các loại thép tấm, thép lá cán nóng, thép lá cán nguội, đại diện doanh nghiệp này cho biết, qua nhiều nỗ lực của Chính phủ trong tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp, mà điển hình là đẩy mạnh áp dụng mô hình nộp thuế điện tử và thực hiện thủ tục hải quan điện tử, doanh nghiệp nhận thấy đã tiết giảm được hơn 50% thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục này so với trước kia. Về hải quan, nhập khẩu, xuất khẩu,
thì doanh nghiệp đã thuận lợi hơn rất là nhiều, có nghĩa là doanh nghiệp không phải là đến trực tiếp mà mang giấy tờ đến các cửa khẩu làm việc, mà ở nhà khai đấy, rồi truyền đến. Thế sau đó là có vấn đề gì mà sai thì có thể các bộ phận tiếp nhận, người ta sẽ thông báo luôn luôn để mình chỉnh sửa. Thủ tục về thuế thì đúng là bây giờ cũng coi như là về báo cáo thuế hàng tháng hoặc là nộp thuế thì thanh toán bằng điện tử thì nó cũng bước đầu thuận lợi. Thời gian vừa qua, đặc biệt trong năm 2016, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nhân trong sản xuất kinh doanh, chính phủ đã tiếp tục nỗ lực và có những hành động cụ thể, nổi bật như lần thứ 3 nâng cấp nghị quyết 19 với nhiều mục tiêu đột phá như mục tiêu đến năm 2020, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nước ta phải đạt mức trung bình của các nước ASEAN 3 trên một số chỉ tiêu thông lệ quốc tế như khởi sự kinh doanh thuộc nhóm 40 nước đứng đầu, thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục kinh doanh dưới 70 ngày, thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng xuất khẩu và 41 giờ đối với hàng nhập khẩu. Khi mà chính phủ là coi như là ra cái nghị quyết 19 năm 2016 vừa qua thì bản thân các doanh nhân, các doanh nghiệp rất là hứng khởi khi mà được chính phủ rất là quan tâm tới cái sự phát triển của các doanh nghiệp, sự phát triển của nền kinh tế. Thủ tục hải quan bây giờ từ năm 2014 đến nay, bây giờ hiện nay chủ yếu là người ta thực hiện thủ tục hải quan điện tử, tức là qua cái thủ tục hải quan VinaVisit. Cái thời gian làm thủ tục hải quan hiện nay là rất là nhanh, và thủ tục thì về cơ bản là phi giấy tờ. Cho nên là đối với thủ tục hải quan từ hai năm 2014 có thể nói là một sự thay đổi mang tính cách mạng. Tiếp đó, sau buổi đối thoại với tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với cộng đồng doanh nghiệp, Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 đã được ban hành với nhiều điểm đột phá, giải quyết phần lớn khó khăn vướng mắc mà cộng đồng doanh nghiệp đang gặp phải. Rất là mạnh mẽ, quyết liệt về vấn đề đổi mới thể chế và cũng giải quyết rất là rốt ráo những khó khăn doanh nghiệp. Đấy. Nhất là khi mà thủ tướng mà nhận chức thì có vào là gặp các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, giống như một cái hội nghị Diên Hồng. Không chỉ là những chính sách được ban hành để đẩy mạnh đưa chính sách đến doanh nghiệp, nhiều chương trình hành động đã được các địa phương trên cả nước đẩy mạnh triển khai thực hiện. Thì trong cái nghị quyết 35 thì nó có 6 cái giải pháp để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp. Thì liên quan tới cái việc thực hiện của cơ quan thuế thì chúng tôi có 4 cái giải pháp trên cơ sở 32 đầu công việc. Thì chúng tôi đã có cái phân công trách nhiệm cũng như thời hạn để mà thực hiện cái 4 cái giải pháp này và cái 32 đầu công việc đó. Thì một trong những cái giải pháp hàng đầu mà được Cục Thuế quan tâm đó là tiếp tục thực hiện cái cải cách thủ tục hành chính để đem lại một cái sự thuận lợi cho người nộp thuế. Thì trong đó chúng tôi tiếp tục ứng dụng các cái công nghệ thông tin vào cái quản lý thuế. Đặc biệt, gần đây cộng đồng doanh nghiệp cũng khá phấn khởi khi sự tham gia về xây dựng chính sách ngày càng được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, một nỗ lực của chính phủ cũng hun đúc tinh thần và tạo phấn khởi cho doanh nghiệp là chính phủ đang trong quá trình xây dựng luật sửa đổi bổ sung các luật về đầu tư kinh doanh nhằm giải quyết một cách nhanh chóng những vướng mắc của doanh nghiệp trong pháp luật kinh doanh. Theo đó, dự thảo gần đây đã được đề ra mang nhiều điểm tích cực như tập trung rà soát sửa đổi, hài hòa tất cả những quy định có sự xung đột, chồng chéo, mâu thuẫn lẫn nhau. Chính phủ mới thì có một cái thông điệp rất rõ ràng, thể hiện đây là một chính phủ kiến tạo, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Thì chúng ta hình dung ra cái luật, một cái dự án luật sửa nhiều luật mà liên quan đến đầu tư kinh doanh. Thì theo tôi là thể hiện rất rõ cái mong muốn cũng như là cái quyết tâm cũng như là cái cách tiếp cận của chính phủ. Bởi vì là cái một trong những cái cách tiếp cận để sửa luật lần này là nó khác với lại các cái khi chúng ta xây dựng để sửa từng đạo luật riêng lẻ. Đó là chúng ta nhìn vào góc độ của từng đạo luật thì chúng ta sửa. Nhưng lần này là chính phủ nhìn từ góc độ của doanh nghiệp. Với những hành động và nỗ lực trên, tình hình hoạt động doanh nghiệp trong năm 2016 đã có nhiều chuyển biến. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu từ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm 2016 đã có hơn 20.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 59,6% so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị, dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ, song số lượng và chất lượng đội ngũ doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước. Số lượng các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn của Việt Nam chỉ chiếm khoảng 4%. Không chỉ thiếu doanh nghiệp dẫn đầu, Việt Nam còn thiếu cả một khu vực đủ lớn để các doanh nghiệp cỡ vừa đủ sức tiếp cận thị trường mới, công nghệ mới và trở thành đối tác của các tập đoàn đa quốc gia. Vì sao lại như vậy? Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây.
Dù nhận thức về vai trò của đổi mới công nghệ, song doanh nghiệp này không thể thực hiện được bởi gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận vốn. Thứ nhất là về tài sản đảm bảo thì có hai cái khó khăn. Thứ nhất là một số doanh nghiệp vừa và nhỏ thì là rất khó để, tức là người ta không có tài sản đảm bảo. Và thứ hai là khi mà có tài sản đảm bảo thì cái định giá của ngân hàng thường là rất thấp so với cả cái tài sản đảm bảo đó. Do vậy nếu giả sử người ta đủ có tài sản đảm bảo để vay thì cái lượng vốn người ta vay được thì vẫn là ít. Không chỉ khó khăn về vốn, quy mô nhỏ, tính chất phi chính thức lớn, quản trị yếu kém, công nghệ thấp, khó tiếp cận thị trường, trình độ công nghệ thấp là thực trạng phổ biến của doanh nghiệp Việt hiện nay. Thì về hiệu quả đầu tư đối với doanh nghiệp của công ty Phong Nam thì đương nhiên nó có rất nhiều những cái sơ khai còn phải triển khai, nhất là vấn đề đầu tư về trang thiết bị máy móc. Thì cái tỷ lệ hiện tại so với năng lực và cái thiết bị đầu tư thì cũng chưa cao so với thực tế, thì vì nó còn rất nhiều những cái rào cản về mặt chính sách cũng như mặt hỗ trợ, và nhất là về thị trường. Doanh nghiệp Việt Nam thì bao giờ chúng ta cũng nghĩ rằng khó khăn lớn nhất chúng ta nguồn là nguồn vốn. Bao giờ chúng ta cũng nghĩ rằng khó khăn lớn nhất chúng ta là công nghệ, hay là chúng ta luôn đổ lỗi cho khủng hoảng. Nhưng trên thực tế, tất cả các doanh nghiệp phá sản thì 69% là do về 69% mà một doanh nghiệp thất bại, đấy là do về năng lực quản trị, năng lực điều hành của người đứng đầu. Bên cạnh những khó khăn từ nội tại doanh nghiệp thì nhận thức về vai trò, vị trí của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân chưa phù hợp với thực tiễn, công tác thể chế hóa còn nhiều bất cập, tổ chức thực hiện chính sách của các bộ ngành địa phương trong phân bổ nguồn lực và môi trường đầu tư chưa thực sự bình đẳng, và vẫn còn sự phân biệt giữa các loại hình doanh nghiệp. Hiện nay vẫn đang lo xử lý, cái này cũng tốt nhưng mà cũng có cái mặt nó hơi bị thiên lệch, là xử lý khu vực nhà nước, đang tập trung đó, tập trung cứu cái khu vực này. Nếu mà không thiên lệch thì có cần phải nỗ lực đến như thế không? Hay là cứ tự để cái vấn đề nó được giải quyết theo cách thị trường? Còn ấy, chúng tôi đồng ý là hiện nay phải xử lý cái khu vực này cho nó gọn đi, thì tư nhân ấy là may ra là mới có thể phát triển được. Nguồn lực chúng ta xin cho nhiều. Nói cái báo cáo của anh Trung, cái cơ cấu đầu tư công nó ảnh hưởng đến cái lan tỏa, nó tạo thành cái gọi là cái vốn mồi cho khu vực tư nhân phát triển như thế nào quan trọng. Ngoài ra, công tác tuyên truyền phổ biến về các chính sách, chương trình hỗ trợ của nhà nước chưa được chú trọng, tạo nên sự lan tỏa các chính sách tới các vùng miền, địa phương chậm, ít doanh nghiệp nhận biết để tham gia. Trong khi đó, vai trò của Hiệp hội ngành hàng tham gia vào cơ chế điều hành quản lý còn mờ nhạt. Từ trước đến nay thì môi trường của chúng ta cũng tương đối là thuận lợi. Về mặt chủ trương chính sách thì hết sức là đồng hành và chia sẻ. Nhưng hiện nay về việc mà thực thi và mặt cam kết để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp bền vững về mặt phát triển cũng như liên kết hợp tác, hội nhập kinh tế một cách thành công, thì chúng ta đã hành động nhưng mà việc làm của chúng ta chỉ mới trên là bằng văn bản. Đặc biệt dù các nghị quyết chỉ thị tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có nhiều nhưng thực thi chưa triệt để nên chưa mang lại hiệu quả như mong muốn, các rào cản kinh doanh còn nhiều. Hiện nay theo kết quả khảo sát của VCCI về sự yếu kém của các thể chế pháp lý, sự chậm trễ trong xét duyệt hồ sơ, sự hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự đang gây rất nhiều khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Cho đến khi luật doanh nghiệp, luật đầu tư năm 2014 thì phải nói là nhiều cái thể chế đã được cởi trói, chính sách phát triển kinh tế tư nhân tương đối rõ, nhưng mà việc thực thi thể chế là cái ách tắc lớn nhất. Bộ máy nhà nước công cành, kém hiệu lực, và công chức đội ngũ công chức nhà nước chưa thật mẫn cán, chưa chuyên nghiệp và chưa có tinh thần phục vụ cho các doanh nghiệp là một cản trở. Nhưng mà mình đang nhắc lại với các bạn là dưới thảm có đinh, và cái đinh đó là hiện nay là tập trung ở các bộ và ở các tỉnh, là người ta đưa những cái quy định mang tính chất lợi ích nhóm, lợi ích ngành, rồi thì tìm những cách khác nhau để lách các cái chuẩn có giá trị pháp lý cao, như lách chuẩn luật để mà đặt ra những cái quy định có lợi cho cái bộ ngành, có lợi cho những cái người mà thực thi đó. Thì đây là một cái lực cản rất lớn. Với những khó khăn từ chính bản thân doanh nghiệp và bất cập trong quản lý nhà nước, trong năm 2015 cũng có tới hơn 80.000 doanh nghiệp rời bỏ thị trường, cao hơn nhiều so với số các năm. Và trong 9 tháng đầu năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 16.294 doanh nghiệp, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.
số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 28.803 doanh nghiệp, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể trong 9 tháng đầu năm nay là 8.365 doanh nghiệp, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh sự nỗ lực của chính doanh nghiệp, doanh nhân Việt, thì nhà nước cần nhìn thẳng thắn và đánh giá đầy đủ về tình hình sức khỏe của doanh nghiệp Việt Nam để có chính sách thúc đẩy phát triển cho phù hợp. Ghi nhận những ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế. Và cái đầu tiên là chúng ta phải nâng cao cái năng lực quản trị, điều hành của doanh nghiệp của mình, thì đấy là điều quan trọng nhất. Cái thứ hai, chúng ta nên tham gia vào các liên minh, chúng ta nên tham gia vào các hiệp hội, tham gia vào các câu lạc bộ, tham gia vào các cộng đồng để tạo ra một liên minh lớn hơn. Và hiệp hội cũng nên có tiếng nói hơn với quốc tế hay là có tiếng nói hơn với chính phủ để chúng ta nhận được nhiều sự hỗ trợ từ chính phủ, như là về giảm thuế, như là tạo những cái điều kiện khác về tiếp cận nguồn vốn. Nguồn vốn đây không chỉ là ngân hàng trong nước mà có thể những cái tổ chức tín dụng quốc tế. Rằng là nên thay đổi cái thế chấp từ chủ yếu là bất động sản sang thế chấp đồng sản bằng các cái hợp đồng tín dụng, hợp đồng thanh toán, hợp đồng buôn bán và các cái tài sản mà sẽ thanh toán, làm cho cái thế chấp thì lúc đó mới giải quyết bài toán thế chấp. Như vậy rõ ràng là 10 cái giải pháp của tôi nêu ra chính là phải thay đổi tư duy tiếp cận, làm thế nào cho nguồn lực kinh tế tư nhân phát triển nhanh hơn, thì lúc ấy chúng ta mới có đội ngũ kinh tế tư nhân phát triển mạnh được. Để thông qua các kênh hiệp hội như thế, để là cánh tay nối dài cho cộng đồng doanh nghiệp, để qua cái việc như vậy thì tập trung vào một số các lĩnh vực. Một là các cái chính sách mà chúng ta phải cần phải tháo gỡ bằng cách là sẽ tháo các cái giấy phép con, bỏ bớt các cái nghị định, các cái thông tư, để chúng ta làm sao giúp cho việc liên quan đến thủ tục hành chính, đến cấp chính quyền một cách nó được nhanh gọn mà bình đẳng so với những doanh nghiệp lớn. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng với lại các chính quyền của các cấp từ trung ương đến địa phương để tiếp tục triển khai và thực hiện cái nghị quyết 35 của chính phủ, đồng thời là tham gia vào cái việc xây dựng cái bộ luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa, luật hội, để từ đó có thể tạo thêm nhiều cái nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp. Sau khi có đổi mới tư duy mà nó thích hợp với giai đoạn mới của sự phát triển của hội nhập quốc tế, thì cái điều rất quan trọng là phải sửa đổi thể chế. Hiện nay là chính phủ có đề xuất ý kiến là phải sửa một lúc nhiều luật mà trong một văn bản thống nhất, là tôi cho cái ý tưởng là rất là quan trọng, là bởi vì thành là các cái luật nó liên quan với nhau, mà chúng ta sửa từng luật một thì sửa luật này nó lại đụng luật khác, thì lẽ ra là người ta gọi là luật cái đấy, cái luật cái mà đã sửa thì tất cả các luật khác phải đi theo. Còn về tổ chức thực hiện thì cần phải minh bạch hóa, công khai hóa và hướng tới nhà nước kiến tạo thay vì nhà nước quản lý kiểm soát. Thì nhà nước kiến tạo là tạo nền tảng, tạo cơ sở cho doanh nghiệp phát triển. Cái vấn đề mà lớn nhất hiện nay đó là cái công tác gọi là mang tính quản lý nhà nước trong cái khâu gọi là cải cách hành chính của nhà nước để tạo điều kiện một cách gọi là thực sự mạnh mẽ hơn, thì khu vực kinh tế nhân sẽ có cái gọi là điều kiện phát triển và dỡ bỏ được những cái rào cản mà trong nhiều năm qua đang tồn tại. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 10 hàng năm được Đảng và Nhà nước ta gọi là Ngày Doanh nhân Việt Nam để tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân Việt. Nhân dịp này, thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần nhạy bén, năng động, sáng tạo, giữ cho tâm sáng, trí bền để vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, đóng góp nhiều hơn nữa vì lợi ích của từng doanh nghiệp, của cộng đồng và sự giàu mạnh, văn minh của đất nước. Chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại địa chỉ website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.